Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Mai muốn chia sẻ với mọi người những cái hình ảnh thật là vui, thật là hài hước về cái câu chuyện giãn cách xã hội trong mùa Covid. Thì đây, mời các bạn nhìn vô cái hình này là giữa hai người với nhau thì chúng ta lúc nào cũng nên giữ khoảng cách là 2 mét, có nghĩa là khoảng bằng 6 feet. Thì để giữ cho bệnh dịch không có lây lan giữa người với người với nhau. Và tiếp theo đây là cái hình rất là buồn cười trong một cái tiệm hớt tóc. Các thợ, anh thợ hớt tóc đã dùng những cái cây để mà hớt tóc đứng thật xa và hớt tóc như gội đầu cho khách hàng. Những cái tông đơ này chắc là được cột nối dài với những cái cây để mà cắt tóc, rồi họ điều khiển từ xa như thế này. Và đây là hình một nhà sư được tiếp nhận bởi một người bố thí. Thì họ cũng dùng cái cây mà đưa cho nhà sư như thế này. Và đây là một cái hình ở một đất nước, chắc nước này là đất nước Ấn Độ. Họ cũng đứng vào trong những cái vòng tròn như thế này, giống như cha em chơi trò chơi vậy. Nhưng mà thật sự họ đang đứng chờ để mà mua những cái món hàng trong cái tiệm tạp hóa này nè. Đó, mọi người đều đứng khoảng cách xa xa với nhau. Nhờ có những vòng tròn nên người ta mới biết là người ta sẽ đứng ở đâu và khoảng cách xa bao nhiêu chứ. Nếu mà không có chắc mọi người đều đứng sát sát nhau á. Và đây là tấm hình cũng rất vui. Một người bạn trai chở bạn gái đi chơi bằng cái xe mô tô này nè. Đó, họ cũng ngồi, một người thì ngồi sau như thế này mà một người thì ngồi phía trước để mà giữ khoảng cách với nhau ở ngay chính giữa. Đó, tiếp theo là một tấm hình có một khách hàng đang đứng trước một cái vạch. Anh ta chắc là đang trả tiền hay gì cho nhân viên đây nè, mà không có thể nào mà lại đứng sát quầy mà phải đứng xa thế này, cho nên anh đã phải chồm tới và dùng tay đưa một cái gì đó hướng về phía quầy tiếp tân. Anh là điệu quá, như tay anh sao đó. Anh này giống cái đứng khiêu vũ. Và tiếp theo là cái hình của một cái tiệm bán nước. Thì ở đây là nhân viên đã dùng dây để đưa cà phê cho khách hàng. Đó, giống như cái đồng lọc vậy đó, đưa ra chứ không có đưa thẳng tay, và khách hàng cũng không có đến gần để lấy nữa. Trong hình thấy có cái chai nước rửa tay nè. Cái này ở nước nào á, cái ngôn ngữ khác. Và đây là một cái hình cũng là một người đang bố thí cho nhà sư. Thì họ cũng đứng cách xa như thế này và chồm tới. Người anh này dẻo ghê không? Thấy anh ta gập người xuống luôn. Và đây là một cái hình có thể là... đây là một ngân hàng. Bởi vì mình thấy là như là nhân viên ngân hàng đã đưa tiền ra cho khách hàng bằng cái một cái vợt giống như là vợt lưới cá. Cái này cũng ở đất nước nào đây nè. Sao người ta không làm những cái tấm kiến để che giữa khách hàng và người nhân viên ha? Đây là cái ngân hàng ở nước nào, thấy cái ngôn ngữ khác. Và tiếp theo đây là một cái hình ảnh trong cầu thang máy. Wow, ba người đều đứng ba cái vô trong ba cái ô khác nhau. Và để giữ giãn cách xã hội, họ đã quay mặt, mỗi người quay hướng khác hết trơn à. Đó, vậy mới tránh lây lan được đó. Nói chung là một cầu thang nên đi một người chứ đi ba người cũng không bảo đảm. Và đây là một cái hình ảnh có thể là một cái ngôi nhà hay một chung cư có một khách hàng người nào đó. Khi mà cái người shipper đã đem hàng, đem thức ăn tới cho cái người khách hàng của mình thì cũng dùng một cái giống như cái đồ chuyển thức ăn đi vô nhà bằng cách là dùng remote rồi đưa những cái ly chè cái gì đó vô trong nhà. Chứ không có đi đem bưng tay trực tiếp tới. Đó, và đây là cái hình hai người đứng nói chuyện nè. Thì họ cũng phải giữ khoảng cách như nhau, thấy không? Một người thì đứng dựa tường, một người thì đứng trước chiếc xe hơi. Giữ khoảng cách đúng mực luôn á. Vậy mới không có lây bệnh nè. Nhưng mà bà kia thì không chịu mang khẩu trang. Bà đó cũng nên mang khẩu trang như cô này đó. Thì tốt hơn. Đây, tiếp theo là hình ảnh có thể là một cái phi trường nào đó. Thì người ta đã ngồi cách xa thế này. Mà bình thường á, là những cái băng ghế này là người ta ngồi sát với nhau lắm. Mà băng ghế phi trường này ngộ ha, không có phải ngồi ghế giữa nhân viên những phi trường khác. Nếu đi đường xa ngồi lâu thế này mệt lắm á.
Nếu mà chờ chuyến bay mà nhiều tiếng đồng hồ mà ngồi những cái băng ghế này á. Giữa khoảng trống ở giữa. Và đây là hình ảnh những chú vịt. Đó, những chú vịt nằm dễ thương không? Cũng biết giữ khoảng cách chứ. Người mình cũng phải nên vậy đó. Mới phòng chống được bệnh lây lan. Đó, cứ cách xa vậy đó. Để đây là một nơi gọi là nhân phòng nha sĩ đây nè. Mà bác sĩ mà sao cầm cái cây khám bệnh, cây tre dài quá ha. Bên kia cái cô y tá đó chắc là cổ dùng cái vòi đó để xịt nước rửa răng hay sao á. Cái vòi cũng không có cầm sát, cũng cầm dài đó vậy đó. Rồi nhìn xa về làm sao thấy cái răng ta? Nhìn gần mới thấy được cái răng có sôi không hay sao chứ. Trời đất, hết chuyện rồi, phải khám cho bệnh vậy nè. Đấy, đây là một cái anh gọi là xe Grab. Anh đã đến giao hàng cho một khách hàng. Và khách hàng đó cũng phải dùng cây để mà lấy chứ không có lại gần lấy nữa. Mọi người đều phải mang khẩu trang. Trong thời buổi Covid là phải vậy đó. Đó, đây là một hình ảnh của một khách hàng cũng phải đứng sau cái lằn vạch để mà ký giấy tờ. Bây giờ ở Mỹ thì những cái nơi như thế này là người ta đều có tấm kiến che chắn giữa nhân viên và khách hàng hết trơn á. Không có còn mà qua lại bằng cái khoảng không, trống không vậy được. Đó, đây là hình ảnh những chú chim. Những chú chim đứng xích xa nhau rất là dễ thương ha. Này giống như sở thú à. Đó, những chú chim đứng xa nhau, giãn cách. Cho mọi người mình cũng nên làm vậy. Nhớ có lần nào trong cái mùa Covid mới vừa xảy ra, có hai cái chú cọp trong vườn thú nào cũng bị Covid đó. Đó, đây là có thể là quan cảnh tại Việt Nam nè. Việt Nam mình thì mọi người thích nói chuyện tới tối ra ngồi tám chơi, nói dóc chơi. Đó, các cô gái ra đang ngồi mà phải giữ khoảng cách xa thế này nè. Đó, nói này là phải nói to lên, về tối khang tiếng á. Tám lâu quá về khang tiếng luôn. Đó, cái chữ tóc. Chắc đây là hình ảnh tại nước Việt Nam mình á. Đây cũng là một trong những hình ảnh mà một người khách hàng đang đứng ngay chỗ cái địa điểm quy định để mà chồm lên ký giấy tờ, tại vì người ta không có cho đứng sát vào trong quầy nữa để giữ cái khoảng cách đó. Đó, còn đây là hình ảnh của những anh bợm nhậu ngồi xa thế này nè. Mỗi người ngồi góc thường à, tới hồi nhậu là chùm nhum lại ngồi cũng vui lắm nha. Rồi ngồi xa thì sao cũng ta, cũng can can mới vui chứ. Ngồi xa vậy chắc mỗi người đã thêm chai thôi để tự nhau cũng hai tay cũng vô nha, canh canh cho vui. Đó, còn đây là hai chú chó. Hai chú chó này ngoan nha, đứng ở giữa hai cái khoảng cách dưới một cái khẩu hiệu gọi là Keep This Far Apart, có nghĩa là giữ khoảng cách xa như thế này nè. Đó, mọi người mình cũng nên làm theo giống như hai chú chó này nè, đứng xa cỡ này nè. Và đây là hình ảnh cuối cùng. Một chiếc xe hơi cũng mang khẩu trang nữa. Trời ơi, ai mà chế ra được hình ảnh tiếu lâm vậy thật á. Cái thời buổi này là thời buổi đeo khẩu trang. Ai mà không đeo khẩu trang là ra ngoài đường là ai cũng sợ đó. Người ta nhìn mình đeo, hồi trước kia nhìn đeo khẩu trang không sợ ha. Giờ ai cũng đeo khẩu trang là người đó bị... rất là dễ bị lây lan. Hết rồi.